Đây là quyết định đẳng cấp. Cos bằng 0, sin bằng cộng trừ 1, thế vào ta được 3 bằng 3, đúng không? Như vậy cô giải quyết định ra rồi, xong K thuộc Z đi. Rồi tiếp tục. Trường hợp 2, cos khác 0. Cô chia 2 vế cho cos bình phương. Rồi, 3 chia cho cos bình trừ cho 4 thôi. Rồi, bôi bảng bên kia, qua bảng bên kia tương đương phương. Cộng tan bằng 3, mở ngoặc. Thay 1 trên cos bình bằng 1 cộng tan bình. Cô làm đi nói hoài. Trừ đi cho 4. Cô nhân phương trình ra. Cô nhân ra đi. Rồi trừ đi 4, rút gọn cái con tăng bình kia, rút gọn hai vế tăng bình đi. Đó. Còn lại là tăng x nó bằng bao nhiêu thôi. Trừ 1. Xuống hàng đổi trừ 1 về tăng của bao nhiêu. Trừ bao nhiêu. Trừ vi chia 4. Hết rồi, cảm ơn cô. Sin cộng cos bằng 1 cộng 2 sin 2x. Ta trả sin x về 2 sin cos x, phương trình thành là phương trình đối xứng. Đặt t bằng sin cộng cos, điều kiện là t bé hơn căn 2, lớn hơn trừ căn 2. Bình phương nó lên. Đúng rồi. Rồi, t bình trừ 1. Đừng, t bình trừ 1 thôi, đừng có chia cho 2 nữa. T bình trừ 1 thì nó bằng 2 sin x cos x. Bằng 2 sin x cos x đi. Chút nữa cô nhân đằng kia lên cho 2. Trả về phương trình. T bằng 1 cộng cho 2 lần, tại con đó là 4 lần sin x cos x. Cô phải nhầm mở 2, mở ngoặc ra, cô thay con kia. Ừ, đóng lại rồi cô nhân nó ra. Tương đương T cộng 1 bằng 1 cộng cho 2t bình trừ 2. Chuyển vế sang ra phương trình bậc 2 theo t. Sai. Chuyển vế sai. 2t bình trừ t thì phải trừ 1. Rồi, tính nghiệm sai bây giờ. Tiếp đi. A cộng B cộng C bằng 0, T bằng 1. T bằng C trên A. Rồi, với T bằng 1. Cô trả nó về là sin cộng cos gì đó, hồi nãy gọi là T bằng sin cộng cos đó. Trả về căn 2. Nhận đi. Thì điều kiện của nó thỏa điều kiện là bé hơn căn 2 mà, t bé hơn căn 2 mà. Rồi. Tương đương căn 2 sin mở ngoặc x cộng pi 4. Rồi chia 2 vế cho căn 2 xuống hàng, chia 2 vế căn 2. Trả nó bằng luôn, bằng luôn sin pi trên 4 đi, rồi để đó. Giải tiếp câu thứ hai, trường hợp 2. Với t bằng trừ 1 phần 2 bằng trừ 1 phần 2. Tiếp tục trả về căn 2 sin của x cộng pi 4 trừ 1 phần 2. Thiếu dấu trừ ở trên, thiếu dấu trừ kìa. Rồi. Như vậy bây giờ cô chia cho căn 2 thì cô được là sin của x cộng pi 4 bằng trừ 1 phần 2 căn 2. Ừ, đó. Đánh ác sin vào hai vế, dùng hàm ngược tương đương xuống hàng. Dùng hàm ngược đánh nó. Ác sin
mở ngoặc sin x cộng pi 4 đóng ngoặc bằng arc sin đóng ngoặc lại thiếu không ngoặc thiếu cho phải phải cái ngoặc của trừ 1 trên căn 2 đó rồi thôi được rồi các ông cô để đó đi.